Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 0,53%. Giao dịch ở mức 2.657,9 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 100,42 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm đứng ở mức 3,754% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, khép lại tuần này ở mức 68,64 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tăng thêm khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một ounce so với cuối tuần trước. Dù phiên cuối tuần áp lực bán ra chốt lời khiến giá vàng thế giới hạ nhiệt, nhưng rất nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh địa chính trị ở khu vực Trung Đông căng thẳng, nhu cầu mua vào vàng từ các nước và xu hướng lãi suất đảo chiều ở Mỹ. Với kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của hãng tin Kitco News cũng cho thấy nhận định này, khi mà cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, với cuộc khảo sát ở Phố Quân có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, thì trong đó có 43% nhận định giá vàng tăng và cũng có 43% cho rằng giá vàng giảm, và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang. Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở bên chết thì các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn, khi mà có 192 ý kiến trả lời, trong đó tới 62% nhận định giá vàng sẽ tăng tiếp, 20% dự báo giá vàng giảm và số còn lại cho rằng thị trường vàng đi ngang. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới đang tương đương khoảng 79,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là thấp hơn giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC ở mức khoảng 4 triệu đồng cho đến hơn 4 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Trong phiên giao dịch cuối tuần, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn bộ số 9 ở mức 81,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, 83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy là tăng 2,6 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng trên lượng bán ra. So với chốt phiên giao dịch tuần trước, tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn vàng dòng Thăng Long mua vào mức 82,54 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,44 triệu đồng trên một lượng, tăng 3,15 triệu đồng trên một lượng mua vào và tăng 2,9 triệu đồng trên lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Như vậy, giá vàng nhẫn tròn trơn chỉ kém vào miếng SJC ở vào khoảng 60.000 đồng trên một lượng, trong khi giá mua vào đã cao hơn vàng miếng SJC ở vào khoảng 54.000 đồng trên một lượng, chênh lệch giữa giá vàng nhẫn tròn và giá vàng miếng SJC thấp nhất từ trước đến nay. Còn đối với thị trường tự do, giá vàng nhẫn bộ số 9 đang cao hơn các doanh nghiệp lớn ở vào khoảng từ 1 cho đến 2 triệu đồng trên một lượng tùy từng khu vực. Điều này cho thấy rằng diễn biến trên thị trường gần đây đó là giá tăng, nhưng song hành với đó là lực mua cũng tăng. Chờ nhiều ngày nhưng vẫn bỏ lỡ thời điểm cửa hàng kinh doanh vàng bán ra vàng nhẫn, chị Nguyễn Kim Thoa ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: "Chị đã chờ 3 ngày vẫn không mua được vàng nhẫn, tôi vừa ra khỏi cửa hàng vài phút mà quay lại số phiếu chờ đã kín người cầm, có lẽ sang tuần tôi phải đến sớm hơn để chờ tiếp." Còn với chị Trần Thu Hằng ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng chờ đợi từ sáng sớm để lấy số thứ tự mua vàng. Vàng khan hiếm, nhiều cửa hàng phải giới hạn số lượng người mua theo từng ngày. Tôi và chị gái xếp hàng thay phiên nhau cả mấy tiếng vẫn không mua được. Không chỉ riêng chị Thoa, chị Hằng mà nhiều người tỏ ra nuối tiếc than vãn khi mà nhiều tuần nay không thể săn được vàng nhẫn. Không chỉ vàng nhẫn, đặc biệt là vàng miếng SJC đã trở thành một vấn đề nan giải khi nhiều người dân phản ánh về những khó khăn khi đăng ký mua vàng trực tuyến tại các ngân hàng thương mại quốc doanh. Những thông tin này thì kênh cũng đã gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin trước đó rồi nên xin phép không được nhắc lại trong bản tin này. Gần đây có nhiều dự báo về việc giá vàng thế giới sẽ sớm chạm ngưỡng 2.800 đến 3.000 đô la Mỹ trên một ounce, do vậy đã kích hoạt lực mua vàng trở lại, đặc biệt là vàng nhẫn. Tuy nhiên thì do nguồn cung khan hiếm nên đã đẩy giá vàng nhẫn ngày càng lên cao. Dự báo giá vàng bố số 9 có thể đạt khoảng 84 đến 85 triệu đồng trên một lượng, theo chuyên gia về vàng Trần Duy Phương phân tích. Mức giá này áp dụng cho các doanh nghiệp lớn trong nước, còn trên thị trường tự do có nơi đã đạt mức giá này rồi. Lý do vàng nhẫn được ưa chuộng vì giá vàng nhẫn biến động sát hơn với giá vàng trên thị trường thế giới, trong khi đó thì vàng miếng SJC do ngân hàng nhà nước phát giá. Tuy nhiên, dù nhu cầu mua tăng nhưng những công ty vàng lớn gần như cạn nguồn cung vàng nhẫn từ nhiều tháng qua, người dân muốn mua cũng rất khó hoặc là phải trả tiền trước nhận vàng sau, bị giới hạn số lượng mua mỗi lần.
Các tiệm vàng nhỏ lẻ bên thị trường tự do thì cũng đẩy giá vàng nhẫn lên một mức cao. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đồng quan điểm này, thị trường vàng trong nước hiện tại giống như quả bóng, một đầu là vàng miếng, một đầu là vàng nhẫn, bóp đầu này thì sẽ phình đầu kia. Và đây cũng là một nguyên nhân đẩy giá vàng nhẫn tăng cao, thậm chí sẽ còn tiếp tục biến động mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC và mặt hàng vàng nhẫn phiên cuối tuần cũng không có nhiều thay đổi và vẫn đang duy trì ở một mức rất cao. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.390 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.760 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.230 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.330 đồng trên 1 đô la Mỹ. Không có thay đổi về giá sau khi mà điều chỉnh tăng 120 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng, đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Phú Quý SJC mua vào 8.170.000, bán ra 8.350.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.300.000, bán ra 8.350.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. SJC Huế, miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Cuối cùng là giá nhẫn bù số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.150.000, bán ra 8.300.000. Nhẫn bù số 9 loại nửa chỉ mua vào 8.150.000, bán ra 8.310.000. Vàng bốn số 9 mua vào 8.145.000, bán ra 8.270.000. Vàng 24K mua vào 7.988,1 nghìn, bán ra 8.188,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.968,1 nghìn, bán ra 6.218,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.586,9 nghìn, bán ra 4.836,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.213,9 nghìn, bán ra 3.463,9 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.